Yo, xin chào mừng các bạn đã trở lại với channel Toy Corner. Chúng ta đã tiếp tục với dòng action figure 6 inch Lightning Collection đến từ công ty Hasbro chủ đề Power Ranger. Ở video trước, chúng ta đã review qua em Blue Ranger của đội B trong team SPD và bây giờ chúng ta sẽ review một em chung một hộp đôi Blue Ranger của đội A. Và cho những bạn chưa xem video trước thì Power Ranger SPD là một bộ phim thứ 13 của loạt phim Power Ranger được mua bản quyền của Deka Ranger series thứ 28 của Super Sentai Nhật Bản. Bộ phim lấy hoàn cảnh vào năm 2025 là gần tới ngoài trời thật của chúng ta rồi nhỉ. Khi trái đất chúng ta đã mở cửa cho mọi chủng tộc hoàn tinh đến sống, 99% đều sống hòa thuận, tuy nhiên vẫn có một số ít đi phá hoại. Và đội SPD được tập hợp để bảo vệ trật tự trái đất và phòng thủ khỏi những kẻ thù ở ngoài vũ trụ. Ngoài đội B của SPD bảo vệ trật tự ở trái đất, SPD còn có đội A. Các thành viên của đội A là những người ưu tú nhất trong những người ưu tú, có nhiệm vụ bảo vệ trái đất khỏi những nguy hoại ngoài vũ trụ. Nhưng các thành viên của đội A này cũng là đội Ranger đầu tiên tự mình chuyển sang phe, không phải bị tẩy não như Oliver hay là bị thao túng, mà là họ tự chuyển sang phe luôn. Và dòng Hasbro Lightning Collection em action figure làm về Power Ranger đầu tiên của công ty Hasbro sau khi có được bản quyền và cho ra đời quay đầu tiên vào năm 2018. Ở đây, các đôi đội SPD Airwatch Blue Ranger và Beastwatch Blue Ranger được ra mắt tháng 12 năm 2020. Và chúng ta cùng xem nhân vật Blue Ranger của đội A được công ty Hasbro thể hiện như thế nào qua dòng Lightning Collection nào. Bắt đầu thôi. Chúng ta để em Blue Ranger của đội B qua một bên và xem lại cái box nhé. Ở mặt trước các bạn sẽ thấy hai mẫu action được để đây và các phụ kiện được xem được để trên đây. Hai bên là hình ảnh của hai Ranger. Sau lưng là cảnh hai Ranger đang chiến đấu với nhau. Rồi, mình sẽ lấy em này ra cùng với những phụ kiện ra luôn nhé. Và em Blue Ranger chúng ta đã ra khỏi box. Thành viên Blue Ranger của đội A này là một người hành tinh với khuôn mặt của voi biển nhưng lại có nhiều mắt giống nhện nhện. Khác với Mode Squad của đội B thì ở cái bộ suit của đội A này thì các bạn sẽ thấy một sự trùng hợp, chính là đã sử dụng lại cái head của InSpace và chỉ thêm một cái miếng này đằng sau và thêm logo của SPD ở trên trán. Đó, cái logo mà có hình con chó trong đó đó. Và những chi tiết còn lại thì được các nhà thiết kế của bộ phim chỉnh lên rất là đẹp. Cái mảnh giáp này thì nếu các bạn tháo ra thì cái body nó cũng sẽ y chang những em Ranger khác thôi. Giáp chân trên đầu gối có chữ A của đội A. Một số người thì nói sao cái miếng nhựa này không sơn màu bạc metallic giống đây và đẹp, nhưng mà mình thấy màu nhựa này được rồi, chói quá. Khác với cái body của những em Power Ranger bình thường, các bạn thấy chỉ là bộ suit đơn giản với những họa tiết bên trên, thì bộ suit của em Blue Ranger ở đội A được thêm những chi tiết giáp như là giáp trước ngực, trên cầu vai, ở helmet, ở cái nón cũng có giáp, ở bả vai, bắp tay, chặt tay, đầu gối, giữ chân, được thêm những mảnh giáp, nhìn nó khá là đẹp. Bây giờ chúng ta cùng xem video cử động của action figure này nhé. Cái phần đầu sẽ qua gập lên gập xuống, ở phần khớp vai mở ra mở vô, đưa gật ra sau tới đây, khớp bươm bướm rất là đẹp, đưa lên cao được như đây. Cái mảnh giáp này là bằng nhựa dẻo nên các bạn có thể đưa hết biên độ của cái khớp luôn gặp vào, cũng như những bộ SPD thì chúng ta không thể đưa cái cẳng tay sát vào người được. Xoay khớp cùi chỏ hai nấc, một hai, bàn tay xoay gập lên gập xuống, phần ngực phần eo chứ quay 360 độ
gập lên gập xuống. À, cái này mình lỡ làm xúc và lát chỉnh sao. Gập lên được như đây, ngửa ra. Ồ, ngửa lưng rất là nhiều nha. Khớp háng đưa lên cao được như đây. Đây là sao, tới đây thôi, tại bị dính cái mông rồi. Bên ngang khớp đầu rối, một nấc, hai nấc ở đây, khớp ngay ống thủy các bạn có thể xoay được, và ở trên cái đùi cũng xoay được luôn. Như bàn chân có thể đưa xuống được tới đây như đây, đưa lên được như đây, bẻ ngang, bẻ vô và xoay. Đấy các bạn thấy mẫu SPD được khởi động khá là nhiều phải không? Và tiếp theo là đến phần phụ kiện, thì với em SPD Cobra này chúng ta có hai bàn tay kiểu nắm đấm. Đây, có thể dễ dàng thay thế vào cổ tay. Đây, bước ra và thay vào. Đấy. Và ngoài ra thì em SPD Cobra này được thêm một mẫu súng màu đen với những đường lai màu xanh dương và quy hiệu SPD màu bạc. Ngoài ra còn cho một effect bắn súng. Bây giờ chúng ta thử gắn lên em nhé. Cái bàn tay, cái ngón trỏ được mốt dính vào những với ngón giữa luôn rồi, nên mình không có để ngón trỏ lên cái phần cò súng được. Nếu các bạn muốn thì các bạn có thể cắt ngón trỏ ra nhé. Ở đây chúng ta so sánh với những dòng action figure khác. Kế bên em Power Ranger SPD của đội B, Marvel Legends Havoc, Figma Zen, McFarlane Hellbat, Figma Zen Alter. Các bạn có so sánh thì các em này tỷ lệ giống giống nhau phải không? Trừ em Hellbat là dòng 7 inch ra. Các bạn hãy cùng xem lại một vòng quanh em SPD Blue Ranger của đội A. Và bài review em SPD Blue Ranger của đội A cũng như bác đôi Blue Ranger của đội B và đội A của dòng Lightning Collection đến từ công ty Hasbro đến đây là kết thúc. Nếu các bạn thấy video này hay thì hãy like và sau đó subscribe channel Toy Corner nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau. Bye bye.